Rồi ok cả nhà ơi, nay quay chút xíu mà kênh Thăm Lương đây là hướng từ chợ cầu về khu vực truyền hình Văn Nghệ nhé, là phía bên chỗ Cao Yết nè, phía mặt các bạn là chợ cầu nha. Thì các bạn nhìn bên trái là khu bờ kênh đó, là người ta giải tỏa hết rồi, trước đây trồng cây rất là nhiều, giải tỏa hết để chuẩn bị làm cái dự án cải tạo kênh Thăm Lương. Bữa giờ người ta cũng có quay nhiều cho cả nhà mình xem rồi đó. Rồi dây cải tạo một kênh Thăm Lương em đi xuống tầm chợ cái cầu chợ cầu đó, cái khu vực này đường nó đẹp sẵn vậy, người dân người ta tự thành tiền người ta làm. Còn phía bên kia là bờ kênh đó. Phía bờ kênh thì lúa thì đi đâu là một khu vực cùng một vốn chỗ mình Văn Nghệ trước đây. Đây quay vào nhà xem một chút xíu xem có hay làm gì chưa thôi. Tối ở đây là có mấy cái bàn quán nhậu rồi rất là nhiều. Ở đường này thì người ta làm mấy cái gờ để cấm chạy nhanh này, qua đây cũng bị sốc. Ở chỗ này thì anh đã sẵn rồi, chào các cộng hơn nhưng mà giờ đang tạm ngưng và biết gì kì. Chạy tốc độ nhanh hơn nha, tốc độ nhanh hơn 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 nhanh. Thank you.
Ok thôi các bạn, cả nhà mình đây nha.